Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em chia sẻ về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tuổi của các anh các chị. Em cũng không nhớ lắm là hồi đầu năm mình có chia sẻ cái tử vi của cái tuổi Đinh Mùi đối với năm Kỷ Hợi 2019 hay chưa, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm hay chưa nữa. Nhưng thôi thì đã lỡ làm thì em sẽ làm luôn cái vận hạn những tháng còn lại luôn, chứ thay vì là 6 tháng cuối năm chỉ bắt đầu từ tháng 7. Nhưng mà bây giờ thôi kệ, đã lỡ nói thì nói thêm một chút xíu nữa đó, chứ cũng không quá mất thời gian. Hôm nay đã là ngày mùng 2 của tháng 6 thì em sẽ dựa vào từ tháng 6 mà nói đến những tháng còn lại của năm. Thì nếu như mà các anh các chị mà là người quan tâm đến tử vi thì đều biết rằng là năm nay người mà Đinh Mùi nam mạng thì có sao Thái Âm chiếu mạng, một cái ngôi sao đem đến may mắn phúc lộc rất là tốt. Còn nữ mạng thì không tốt đẹp, với cái sao Thái Bạch, người ta gọi là hao tài đậu ốm, đem đến nhiều cái điều không tốt đẹp. Tuy nhiên là các chị đừng quá lo lắng, vì cái sao Thái Bạch thuộc hành kim, mà kim thì sinh ra thủy, cho nên là nó không quá tác dụng nặng nề đối với tuổi của các anh các chị đâu. Đừng có vì thế mà mình cảm thấy là lo lắng băn khoăn. Điển hình là 6 tháng đầu năm, tháng 5 có nhiều cái tháng không tốt cho tuổi của các anh các chị. Nhưng mà các anh các chị vẫn gọi là hiện tại, nếu mà những người em nói đúng thì người Đinh Mùi năm nay tới hiện tại là đã đần hơn rất nhiều so với năm 2018-2017. Có thể nói là một năm tương đối đối với tuổi của các anh các chị. Hạn của các anh các chị của năm á, là nam là hình tiền phòng bệnh nặng, còn nữ là thiên la tinh thần bất an. Vận niên của năm là một vận niên tốt, đó là vận niên hầu thực quả khỉ ăn trái tốt. Thiên can đinh kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của đinh là hỏa, kỷ là thổ, cho người ta có sách thì sẽ nói là sinh xuất. Họ xét vào nạp âm ngũ hành thì họ sẽ nói là sinh xuất về nạp âm ngũ hành có thể gây ra hao tài. Địa chi hợi mà gặp mà năm hợi, mình tuổi mùi hợi, mùi gặp hợi là tam hợp, hợi mão mùi, tốt đẹp về địa chi gia đạo. Ok, vận vào 6 tháng, vận vào cái tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 6 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 thì như em đã trình bày ở nhiều cái video trước thì nó là tháng Tân Mùi. Mà thí dụ như tháng Tân Mùi, Tân Mùi là thổ, mà các anh các chị là mệnh thủy, cho nên là thổ nó khắc thủy. Em đã nói ở nhiều cái video đầu năm là năm nay là năm mộc, nhưng nạp âm ngũ hành là thổ vượng, đặc biệt là 2 tháng 5 và tháng 6 là thổ rất vượng, sẽ không tốt đẹp lắm cho những người mệnh thủy. Nhưng mà thủy khác thì sợ, riêng thủy của anh chị là thiên hà thủy, nước ở trên trời, thổ có vượng thì mày ở dưới đất, mày có liên quan gì tao đâu. Cho nên là cũng không quá lo lắng về bổn mạng của mình bị yếu, bị gọi là nếu có thì nó cũng chỉ là suy yếu thôi, chứ không thể nguy nan gặp cái hạn có thể mất mạng của mình được. Cho nên các anh các chị yên tâm. Rồi, như vậy là không có ngon ha. Về mạng, quay trở lại cái tháng 6 thì về mạng là bị tương khắc. Chủ yếu nó mình vẫn không sợ cái thổ của tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên là cái thổ nó khắc thủy thì các phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị che mờ, nó bị khắc chế. Mà như vậy thì nó dễ để cho phá và bại tinh hoành hành. Mà trong đó có cái sao phá quân và mộc dục sẽ làm cho các chị phiền toái một chút xíu, với cái sao chủ Thái Bạch cộng với lại tham phá quân và mộc dục thì đem ra nhiều cái điều không tốt đẹp. Còn Thái Âm thì tốt, có gặp phá quân một tí xíu thì mình có cái sao tốt, mình cũng dễ dàng tiêu diệt nó, đúng không? Rồi, tháng thì tháng chữ đinh và chữ tân của tháng 6, chữ đinh của các anh các chị khắc chữ tân, là thiên can khắc tháng, công việc dễ rơi vào cái chuyện khó khăn
buồn phiền, ở không có tốt đẹp ở trong công việc, đặc biệt là với các chị với sao Thái Bạch ha, mà cộng với cái mạng người tương khắc thì phúc tinh và tài tinh bị khống chế. À, mùi gặp mùi là tháng tuổi. Như vậy đối với người đinh mùi thì tháng tân mùi, tháng 6 âm lịch là một tháng hoàn toàn không tốt đẹp. Vì mệnh tương khắc, thiên can thì mình khắc tháng, rồi á, tháng là tháng tuổi. Nhưng rõ ràng như vậy thì là tháng 6 là một cái tháng không tốt đẹp đối với tuổi của các anh các chị. Cho nên là các anh các chị thiệt nhớ cẩn thận cả tháng 6. À, hôm nay đã là ngày mùng 2. Hy vọng rằng là nó không quá, có thể là hy vọng là em nói sai đi. Em nói thật lòng như vậy nè, em hy vọng lắm, em chia sẻ vào những cái tháng xấu em hy vọng mình nói sai lắm, kệ nó, ai tốt hơn mình cảm ơn, chứ còn họ xấu như cái tháng đó thì càng thêm buồn phiền. Mọi người không biết làm sao chứ ai mà thấy một người nào đó khổ thì em cảm thấy khó chịu lắm, tại vì mình không giúp được họ mình rất là khó chịu, à đúng không? Đó là tháng 6. Mình chuyển sang tháng 7 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng cô hồn đối với Phật giáo ha. Rồi tháng 7 âm lịch là một tháng nhâm thân, mà tháng nhâm thân thì là thuộc kim. Như vậy xét về mệnh là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khỏe, và khi đó khi bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh và tài tinh sẽ sáng hơn và sẽ đẩy lùi phá bại tinh, đặc biệt với cái sao phá quân và bộc dục làm cho cái sự tiêu hao tiền tài của các chị nó giảm đi ở cái sao Thái Bạch. Thiên can chữ đinh hợp chữ nhâm, đây là thiên can thuộc ngũ hợp chủ về chữ nhân, cho nên là công việc sẽ có quý nhân giúp đỡ. Trong cái nếu mà các anh các chị có mong chờ gì đó ở một quý nhân nào thì đây là cái tháng sẽ có cái quý nhân đó giúp đỡ họ nghĩ lại ha. Thiên can thân mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy gia đạo không có vấn đề. Rõ ràng với cái tháng 7, tháng tuy là nói là tháng cô hồn nhưng mà có rất là nhiều cái tín hiệu tích cực. Vì sao? Mệnh là được tương sinh, thiên can được ngũ hợp, địa chi thì không có xung, không có khác gì cả, như vậy là tốt đẹp rồi ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 âm lịch là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu tiếp tục là một tháng kim, như vậy các anh các chị cũng tiếp tục được tương sinh về bổn mệnh kim sinh thủy, mệnh tương sinh tốt cho sức khỏe và còn tương sinh cho cái phúc tinh và tài tinh phát huy. Hai tháng liên tiếp được phúc tinh và tài tinh phát huy thì hy vọng rằng sẽ giúp cho các anh có thái âm chiếu mạng, kiếm được tiền tài, công việc hanh thông, mọi điều sẽ có sự thoải mái tốt đẹp. Thiên can thì chữ quý nó khắc chữ đinh, tháng khắc thiên can, công việc sinh rối rắm, đặc biệt là các chị rất dễ hao tài, sinh vào chuyện kiện tụng pháp luật ha. Với cái thái bạch chiếu mạng là gặp cái thiên can mà khắc, bị tháng khắc mình á, thì cẩn thận nhiều điều. Tháng này thì tốt nhất ha, không cho ai vay nợ, không ra tiền ha. Cái gì tháng này mình nói vui là mình rút vui vào, rút vào cái việc của mình cho nó ổn định, chứ nếu không á là sẽ xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Rồi địa chi là Dậu mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, như vậy gia đạo tiếp tục là tốt đẹp, không có ngon lành như tháng tháng 7, tháng 8 với thiên can tương bị tháng khắc thì công việc sẽ rất dễ sinh rối rắm rầy rạc, cho nên là các anh các chị nhớ cẩn thận, đặc biệt là các chị. Còn mệnh thì hy vọng rằng với cái mệnh tương sinh phúc tinh và tài tinh nhiều sẽ phần nào khống chế bớt cái chữ quý của tháng khắc chữ đinh của thiên can của mình ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tháng 9 là tháng Giáp Tuất. Tháng Giáp Tuất thì thuộc hỏa, như vậy xét về mệnh là thiên hà thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, bổn mạng không tốt, cẩn thận về phần sức khỏe. Dù gì nữa là mình khắc tháng, tháng khắc mình thì nặng hơn, mình khắc tháng thì nhẹ hơn, mà mình mà bị sinh xuất thì còn nhẹ hơn nữa, nhưng mà dĩ nhiên là sẽ có trục trặc chút chắc, phải để ý bổn mệnh của mình một chút xíu ha. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh ha. Mình đi mà đứng mình cẩn thận, nhậu nhẹt mình về đừng quá khuya rồi này kia thì mình sẽ được phòng được cái tai nạn, nếu có nó xảy ra đi nữa thì nó cũng nhẹ nhàng. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ,
ngũ hành, nạp âm ngũ hành của Giáp là Mộc, nạp âm của Đinh là Hỏa, như vậy thuộc dòng tương sinh. Về nạp âm ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, à, công việc dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, chỉ là hanh thông và sinh tài lộc thôi chứ còn đừng mong chờ quá lớn chuyện gì. À, địa chi thì không tốt đẹp cho lắm. Tuất Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Tuất Mùi thì nằm ở trong tứ hành xung. À, đây là thuộc Tuất Mùi thuộc cái nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh, cho nên là gia đạo chắc chắn sẽ có xạo xảo và có nhiều điều không tốt đẹp, cho nên là nhớ cẩn thận về mặt gia đạo ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Ất Hợi, năm Hợi gặp tháng Hợi. À rồi, đây là mình tuổi Mùi ha, tức tam hợp với năm, tam hợp với tháng. À, về phần địa chi thì xét cái khác coi nó như thế nào. Thì Ất Hợi thì thuộc Hỏa, cho nên là mệnh thủy nó cũng sẽ tiếp tục khắc Hỏa, cũng giống như tháng 9 âm lịch. À, bản mệnh khắc tháng bổ mạng không tốt, cẩn thận về mặt sức khỏe. À, thiên can chữ Ất chữ Đinh thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, mà Giáp Ất thì thuộc Mộc, cho nên là tương sinh cho Đinh là Hỏa, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, tốt đẹp cho công việc và có sinh tài lộc. Địa chi Hợi Mão Mùi là tam hợp, là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo, tốt đẹp cho gia đạo mà còn tốt đẹp cho các mối quan hệ của công việc. Như vậy với cái tháng 10 thì chỉ có cái phần bổn mạng và sức khỏe thì cần chú ý thôi, chứ còn phần thiên can và địa chi là tốt đẹp, có thể sinh tài lộc ha, gia đạo ổn định, ok, vui hơn là cái tháng 9, ngon lành. À, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý thì thuộc Thủy, như vậy xét về mệnh là Thủy đầu hàng, bổ mạng sức khỏe tốt. À, Thủy mà, cái bạn Thủy gặp tháng Thủy, ok, sức khỏe tốt. Thiên can thì Bính Đinh không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của ngũ hành của Bính và Đinh thì đều là Hỏa, cho nên tháng này tiếp tục công việc tốt đẹp, nhưng mà chưa chắc không tốt đẹp bằng tháng 10 thôi ha. Nhưng mà nó cũng là không có chuyện gì mà quá xung khắc. Địa chi thì Tý gặp Mùi là thuộc nhóm tương hại. À, so với lục xung lục hại thì tương hại là đỡ hơn, nhị hại và đỡ hơn. À, gia đạo nó chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xào xáo buồn phiền ở trong cái phần gia đạo của mình. Các anh các chị thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là các anh với tính nóng nảy ảo hào của mình, nhiều khi nói không có có nghĩ tới cái cảm giác của người nghe. À, em nói thật, vậy là một điều mà nói chia sẻ với mấy anh. À, ai cũng biết người Thiên Hà Thủy là người một cái ào rồi thôi, nhưng mà thật sự mà nói như nè, cái lời nói á, thì cái người nói không có nhớ, nhưng mà người nghe họ nhớ, nhất là những lời nói tổn thương họ ghim vào tim, dù là có bỏ đi rồi đi nữa thì nó cũng có cái gần gợn. Đã ở tuổi này rồi, đã gần phải nói là bước qua cái ngũ thập rồi, à, bước qua 50 rồi, mình người ta nói ngũ thập tri thiên mệnh, 50 tuổi là có thể hiểu ý trời. À, hy vọng rằng là mình với cái cá tính mình là không có như vậy thôi, thì giảm bớt lại, đúng không? Khi mình nói mình suy nghĩ một chút xíu, con cái nó cũng lớn, nó cũng có cái sự suy nghĩ và tổn thương của nó ha, chứ để khỏi dày ra, chứ không phải các anh có sao thái âm thì các anh muốn nói gì nói đâu nha, rồi để các con các cháu nó buồn phiền, bà xã nó buồn phiền thì tội, để tới 50 rồi mà còn ra tò ly dị thì phiền tỏi lắm ha. Rồi, à, tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Chạp. Tháng Chạp là tháng Đinh Sửu, mà tháng Đinh Sửu là một tháng Thủy, như vậy mệnh cũng tiếp tục cũng giống như tháng 11, tháng Bính Tý, thì nó là Thủy đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh cũng vì thế cũng phát huy được tác dụng và khống chế được phá và bại tinh. À, thiên can thì chữ Đinh, thiên can chữ Đinh á đồng hàng, à, hanh thông trong công việc không chướng ngại. À, địa chi Sửu Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, Sửu Mùi là lục xung. À, mô tả cái sự lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau, gia đạo nhiều sẽ rối rắm. À, như vậy tháng 11, tháng 12 của các anh khá giống nhau, nhưng tháng 12 nặng nề hơn với Sửu Mùi là lục xung, còn Tý Mùi là tương hại thôi.
là lục hải thôi. Như vậy thì phải cẩn thận ở trong 2 tháng này. Các anh phải để ý nhiều ở cái phần gia đạo trong 2 tháng này. Các chị cũng thế thôi. Các chị với sao Thái Bạch thì còn nặng nề hơn. Coi chừng gây con cái sẽ đem tới cái buồn phiền cho các chị ở trong cái tháng hai cái tháng này, đặc biệt là những đứa con dưới 21 tuổi. Mà em muốn nói thật luôn, đây là con trai chứ không phải con gái nha. Cho em nhìn thấy rõ luôn là nó con trai chứ không phải con gái đem đến buồn phiền cho người đinh mùi ha. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ xong cái vận hạn của những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh các chị. Có khá nhiều điều không tốt đẹp ở trong cái gia đạo. Bên cạnh những cái sự tốt đẹp về công việc cũng như là bổn mạng, thì có cái tháng 6 thì rất là nhiều khó khăn. Hy vọng rằng những cái chia sẻ, những cái tổng hợp về tử vi này của em sẽ giúp cho các anh chị có thêm cái hành trang để mà ứng xử, để mà đưa ra những cái nhận định tốt cho những cái tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019, để có được cái năm Kỷ Hợi thành công, tốt đẹp, mỹ mãn. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi đinh mùi của các anh các chị biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi phong thủy, có thể là của con cái các anh các chị cũng như là chính bản thân các anh các chị. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.